Sự thật ngỡ ngàng về EQ của Steve Jobs, CEO truyền cảm hứng nhưng hóng hách, nóng nảy thất thường, thôi thúc người khác phải mua Apple bằng bí quyết đặc biệt. Steve Jobs là một vĩ nhân truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Song vị vĩ nhân quá cố thực tế lại không phải người thân thiện, chiếm được cảm tình của những người làm việc cùng. Sự thật về trí thông minh cảm xúc của nguyên CEO Apple có thể khiến bạn ngỡ ngàng. CEO tài năng nhưng hóng hách và nóng nảy, là người đồng sáng lập của Apple. Nhưng Steve Jobs từng bị tống cổ khỏi chính công ty của mình. 12 năm sau, vào năm 1997, Steve Jobs quay trở lại Apple và bắt đầu tạo nên một trong những sự thay đổi đáng chú ý nhất trong lịch sử của thương hiệu công nghệ hàng đầu này. Với cương vị CEO, ông không những giúp Apple trở mình từ bờ vực phá sản, mà còn biến nó thành một trong những ông lớn công nghệ có giá trị nhất hành tinh. Ở thời điểm bị sa thải, Jobs đã là một người có danh tiếng, là nhân vật truyền cảm hứng cho rất nhiều người nhưng ông cũng được biết đến là kẻ hống hách, thiếu kiên nhẫn và nóng nảy. Chính tính cách đó của Jobs đã khiến mối quan hệ giữa ông cùng ban giám đốc Apple rơi vào ngõ cụt. Kết quả là, ban giám đốc quyết định tước bỏ mọi trách nhiệm chính của Jobs, khiến ông gần như không còn quyền lực nào trong công ty. Cảm thấy bị phản bội, Sơ Ti Jobs rời bỏ công ty và thành lập một sờ tát up mới mang tên NeXT. Khi đó, một số nhân viên cấp cao của Apple cũng rời bỏ công ty để đi theo Jobs. Thời điểm đó, người ta mô tả vị triệu phú 31 tuổi là một người khá tự mãn, người hầu như luôn tin rằng tất cả những việc mình làm đều đúng. Sở Job rất gây gắt trong mọi cuộc họp, thậm chí có phần khắc nghiệt và rất ngoan cố. Với một người lãnh đạo khó ưa như vậy, tại sao vẫn có một nhóm người tài giỏi, đang có địa vị tốt tại công ty lớn chấp nhận rời bỏ vùng an toàn để tiếp tục làm việc với ông? Dù chưa biết trước tương lai, bất ngờ về EQ của vị CEO đại tài. Andy Cunningham, đại diện quan hệ công chúng của Job, cũng là một trong những người tiếp tục làm việc với ông tại nách đã có 5 năm làm việc cùng Sở Ti Cô đánh giá cao và rất trân trọng quãng thời gian đó bởi nó thật phi thường. Như tất cả những gì mọi người ở bên ngoài nhìn thấy về Sở Ti một người truyền cảm hứng với những bài phát biểu tuyệt vời trên sân khấu. Đó chính là Sở Ti Ông ấy tác động khiến cảm xúc của tôi vỡ, hoa mỗi ngày bởi sự ngạc nhiên, tức giận và sự thỏa mãn cùng một lúc. Ông ấy đã giúp tôi vượt xa những gì tôi từng nghĩ tôi sẽ đi. Những bài phát biểu giới thiệu sản phẩm của Jobs rất biết cách khai thác cảm tình từ khán giả. Ông khiến người nghe bị thôi thúc mong chờ được trải nghiệm sản phẩm của Apple càng sớm càng tốt. Vậy, một câu hỏi được đặt ra là trí thông minh cảm xúc của Steve Jobs như thế nào? Trước khi trả lời câu hỏi đó, chúng ta cần phải hiểu khái niệm cốt lõi của trí thông minh cảm xúc. Có bốn khả năng để nhận biết bạn có sở hữu trí thông minh trong cảm xúc hay không. Tự nhận thức là khả năng nhận ra, hiểu rõ cảm xúc của bản thân cũng như cách cảm xúc tác động đến suy nghĩ hành động của bạn và ngược lại tự quản lý là khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân bạn à. nhận thức xã hội là khả năng nhận biết chính xác cảm xúc của người khác và hiểu được các cảm xúc đó có ảnh hưởng như thế nào đến hành vi của họ quản lý quan hệ là khả năng tác động đến người khác thông qua quá trình giao tiếp và hành vi của bạn thay vì cố gắng ép buộc người khác hành động bạn sử dụng sự thấu hiểu và khả năng thuyết phục của mình để thúc đẩy họ hành động theo ý muốn của chính họ vậy theo các tiêu chuẩn nói trên Sở Ti gióp có sở hữu trí thông minh cảm xúc ở mức cao hay không? Chắc chắn Sở Ti Job sở hữu tư duy và dùng ngôn ngữ rất hiệu quả để thúc đẩy động lực và truyền cảm hứng cho đồng nghiệp cũng như hàng triệu người tiêu dùng khác trên toàn cầu. Bất chấp rào cản ngôn ngữ và văn hóa, đây là dấu hiệu của khả năng nhận thức xã hội ở mức cao cùng với khả năng tạo ảnh hưởng. Tuy nhiên, khi xét về phong cách giao tiếp, gióp thường khiến người khác phải tức giận và nản lòng. Ông nổi tiếng là người có tâm trạng thất thường, kiêu ngạo và tự phụ. Thái độ của Job từng khiến rất nhiều người phiền lòng, trong đó có cả gia đình và những người thân thiết. Bản thân Job đổ lỗi điều này cho sự thiếu kiểm soát cảm xúc của bản thân. Khi người viết tiểu sử của ông, Walter Isaacson hỏi điều này, Job đã trả lời như sau: "Đó là con người thật của tôi và bạn không thể mong tôi sẽ trở thành một người không phải là tôi." Khi Job làm tổn thương người khác, hành động này không xuất phát từ việc thiếu nhận thức về cảm xúc, hoàn toàn ngược lại, Job có thể thu hút người khác, hiểu suy nghĩ của họ biết cách kết nối với họ, trêu chọc họ, hoặc thậm chí làm tổn thương họ nếu muốn, Isaacson viết. Chúng ta có thể rút ra bài học gì từ câu chuyện của Sotyos? Trí thông minh cảm xúc cực kỳ quan trọng đối với các nhà lãnh đạo và cả người bình thường. Nhưng nó có thể được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Bạn là người quyết định phát triển khía cạnh nào trong bốn tiêu chuẩn trên và phải cũng phải rèn luyện cách dùng hiệu quả.